Rồi mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn ốc cùng mấy xà lướng mỡ hành nha. Trời ơi, cứu tôi. Mọi người ơi, mọi người cứu tôi với, tôi không có biết ghim. Con bỏ ra và con sợ kéo ra. Bánh tráng sữa. Dạ. Quầy bánh đây. Quầy bánh đĩa. Minh Phát xe rất là đông luôn nha cả nhà. Xe rất là lạo rộng luôn. Bẹo vô thôi. Hành trình đi Sài Gòn nha cả nhà. Xe rất là đông. Giờ mình đã tới quán cơm nha cả nhà. Trong ngày thường không có ngày Tết cũng rất là đông luôn. Tấp nập luôn. Quay xe cả mọi người. Tới xì phố rồi, cô gái thôn nữ về đi xì phố nha cả nhà. Đây là thằng Lùng đang đứng trên sân thượng nè. Ôi bụi mấy bụi nhà lam nè. Hồi trước á, thằng Lùng ở đây nè, và bể nhà lam đó nó kẹ đó cả nhà, bụi nhà lam của Mỹ á. Cái cây bây giờ nó to to, giờ nó ít có đất á. Đây trồng trong chậu nè, tươi tốt quá trời luôn nè. Lan lùng ghi ngang chè nha lam lắm luôn á, rồi nó nút nha lam nữa. Bụi giống của Mỹ á. Đây. Đây là bụi xả. Trên sân thượng trồng nha. Nó lớp tươi tốt quá. Cái này chút xíu nữa là Lùng phải làm đi ăn xào thịt bò thôi. Đây là hổ qua nè cả nhà, mới bắt đầu bán. Cái này với cái gì đấy, cái này chắc đâu đắng đắt quá mọi người ơi. Anh chị vừa coi cái này bình luận cho em một bình luận nha, không biết cái này cái gì nữa, chắc đâu đắng đắt quá. Ơi, chào cả nhà, hôm nay cùng với Tem Nhí nè. Tem Nhí đi ăn đi ăn ốc nha. Mới đem xuống hả? Đi ăn ốc hộp gì lợn đây. Ngon lành luôn, phải biết bò đó kìa. Tem Nhí đây, tem này tem lớn là bên Sóc Trăng. Con biết bò kìa, tao bò đâu. Con đó là con ốc. Mấy bà. Kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Đang xem kênh Lăng Lùng Vlog. Bữa nay Lăng Lùng cùng Tem Nhí. Mấy bát cháo mình đi ăn nha cả nhà. Cái xin hoài hồi. Hồi. Chào Nhí, Tem Nhí nè. Ốc, ăn đi. Mẹ chị kêu ăn kìa. Ăn đi. Đây là bé Ngân nha cả nhà. Ăn ngon nhưng mà nó không ăn. Bé Ngân dễ thương nha. Bỏ khẩu trang ra đi, kêu dễ ăn mới nhiễu. Ba làm gì có khẩu trang. Múc luôn đi cho rồi. Ăn đi ăn đi. Đây là cháo lòng của chị nha. Chị mới của mình đó cả nhà. Ngon.
nửa đêm nữa chứ. Học dịch lợn con học dịch lợn. Bác ba mở hả? Xong phi. Đây, bác ba mở cho con. Nóng nha, nóng nha. Wow. Sao chị xui dữ vậy? Mình quá xui vậy. Ăn mạnh dạn lên. Rồi. Mời cô chú anh chị và các bạn ăn cháo lòng nha. Ăn cháo lòng với lăn lùng vlog nha. Rồi. Cháo. Nóng quá. Cháo. Để đâu chị để. Đây là chị mối của lăn lùng nha. Làm cháo rất là ngon luôn. Dục ở đâu mẹ? Trước giờ là lại Sài Gòn là ăn cháo ăn ốc nha chị à. Qua trong quá trời lương chủ nhật con thấy chị bán. Ngon quá. Trời ơi. Ngại màn hình. Thôi dữ gì vậy? Đâu có cái gì đâu. Làm dữ ông cầm. Em cầm giùm cho. Ăn đi. Ăn cái tem nhí nhà mình. Ăn một hai. Ăn nha, một hai nha, cầm. Nhiều hấp xả nè. Ủa con ốc này ốc gì ta? Cà na hả chị? Ốc cà na xào tỏi. Đang đóng phim nhưng quên kịch bản. Đang đóng phim nhưng quên kịch bản rồi chị ơi. Đây là muối tiêu chanh. Đây. Ăn đi mấy đứa ơi. Bé bé ăn con ăn ốc cà na đi nè. Ăn cái ốc này đi. Đi quá rồi. Tôi dữ vậy. Không, nó không ăn tỏi nè. Ăn đi bé ngân, con ăn cái này nè. Nghỉ chơi luôn. Con ăn cái đó đó. Có tỏi nhiều quá. Con không ăn thơm lắm. Không có bả tỏi. Ê không có bả ớt à. Cô xa, cô Huy không có bả ớt. À chị đóng dây trà lớn à, đốt cho em. Còn. Ủa? Biết lâu mà không ăn. Ủa vậy chứ nhìn lộn đâu. Chưa. Xà lông nướng mỡ hành nha mọi người. Bé ngân, con ăn cái này nè. Ăn ốc chắc. Tự lấy. Có tay có chân không? Ủa vậy gì có tay chân à? Đưa hết nha. Đây có biết con tự lấy đây. Đây bắt bà cái coi. Rồi mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn ốc cùng mấy xà lướng mỡ hành nha. Trời ơi cứu tôi. Mọi người ơi, mọi người cứu tôi với, tôi không có biết gì. Con bỏ vô, con sợ kéo ra. Con sợ kéo ra. Tức quá, không có thằng dây. Đây, bác bà cho biết thằng dây. Tại cũng bắt quá đấy. Tôi chưa chờ rồi. Lấy được không? Lấy dùm đi. Rồi, phá bẻ người ta. Nè. Chấm nữa. Bới em đốt cho chị nè. Bốc nhiêu lên. Đây là phim trên trên mười mấy tuổi là dạ. Nó mở về chị đọc nè. Quịch nha. Bé Ngân ăn này con, ăn gì bác ba gỡ cho nè. Ngân tự gỡ được. Này bé đã lớn, bé không còn như xưa nữa. Trời. Nói gì vậy? Chừa lại cái đầu cục nào nha, đầu nha. Chừa lại gì cứng cứng nha. Gỡ đầu cho em thôi. Ở ngoài ngoài ngoài. À ở phòng mình đi. Không gì lộn chị ơi. Nha. Rồi đây là nghiêu. Nghiêu thứ hai nha mọi người. Ai chắc chồng như vậy như nhà từng cao từng nha. Giống này bánh kem cao từng. Nhà giống bánh kem cao từng nha. Rồi bánh ngăn ăn đi. Đây là quán ốc của chị Sa, hẻm 506 sạc 39 nha.
ai anh chị nào cũng có ở gần đây và ủng hộ chị mình với nha. Hẻm 506 xẹt 39 Lạc Long Quân nha cả nhà. Phường 5 quận 1 nha mọi người. Ghé chị Sa ủng hộ chị làm ngon là giá cũng rất là rẻ. Ăn đi ăn đi. Món này tiếp theo chuẩn bị có món mới nữa nha. Con nhìn lộn đó bạn ơi. Còn ngon chưa? Ồ chấm. Không. Ăn đi bé nha. Con ăn đi. Ăn đi. Rồi em thương chị ghê luôn á. Thổi. Không. Nóng nóng con. Thổi. Rồi nguyên là đóng vỏ nè. Bắt cháo mình ăn nguyên một đống vỏ quá trời luôn nè. Ủa vỏ đang kêu này hả? Vỏ vậy sao con gỡ không được vậy? Ăn đi mới ăn. Ngon quá. Còn món nữa nha cả nhà. Quả wow, nóng quá. Ăn đây nha. Ừ, để ba gỡ qua cho con bên đây ha. Đó, cho nó nguội. Nóng quá. Thố nghèo rất là dễ thương luôn nè. Giống như cái con bướm á. Nè nè. Wow, nóng quá. Chị nhà mình bán rất là rẻ luôn nha cả mọi người. Ngon nữa. Muốn ăn thì mọi người nhớ livestream để cho tôi đăng ký cho bác ba con một like một đăng ký nha. Nói ơi. Dạ. Bác cô chú đăng ký cho ủng hộ cho kênh của bác ba con ha. Cô chú nhớ ủng hộ của bác ba con nha. Một kênh một like. Ủa, một đăng ký nha. Con ăn đi. Ây da, nóng quá. Để nướng nè. Húp nướng hả? Chút xíu con muốn nướng đây con húp vô. Lấy cái này là hành cái chén luôn. Húp cái chén. Không, cát không à. Ê, cái này cát mình xả bỏ cái này nè. Xả bỏ trước rồi mình hả húp vậy nè. Đó, thấy không? Húp nước nghêu nè, đóng con. Thổi từ từ thôi. Húp nước nghêu ngọt lắm các mọi người. Nóng. Có búa không? À. Búa đập hả? Đập cái ốc này nè. Còn món hộp gì lợn cho mọi người. Ba người mà một người không ăn rồi. Còn hai người ăn hộp gì lợn thôi. Ông tưởng bác ba không ăn chứ. Bác ba ăn chứ. Hộp gì lợn là bác ba ăn chứ. Hộp gì lợn là con sẽ ăn 10 trứng. Gì hả? Con cứ ăn. Ăn 10 trứng mà bỏ đi nha. Chị cho em một đám liền. Quá trời bà. Con ăn nhộng đỏ thôi à. Ủa sao không ăn con hả? Không, con biết ăn. Mẹ mẹ luôn luôn mua cho con làm con nhộng đỏ mẹ ăn khác. Vậy hả? Nóng quá, bây giờ con ăn ốc trước đi rồi con ăn hộp vịt sau nha. Nóng quá. Nóng quá rồi. Con cầm dưới đây còn gỡ không? Là con có tay nhưng mà con không cầm. Đúng là. Đó. Vậy là biết quá. Cậu thế. Nóng lắm, ăn hộp vịt, ăn ốc nghêu trước đây ha, mình ăn hộp vịt sau. Đây ta nó cái gì? Bé Nhân mới có lớp 1 nha mọi người. Bé rất là dễ thương nha mọi người. Đó, em đút cho chị. Nóng nha con, thổi nó hả? Cầm lên luôn đi cho gạt. Đóng quá. Đây bye bye gỡ ra cho con nha. Nó mút mẹ. Nó mút vậy nè. Đóng quá. Nó mút. Mẹ mút vậy nè. Mút nó không dính đâu, cái muỗng nhỏ xíu à. Mình phải cắt đó, bỏ vô đây. Rồi. Ở bé Ngọc sao im đưa về con. Em đưa con nè. Hết ốc chưa? Ăn ăn nghêu đi. Nè. Con ăn nghêu đi. Nè ăn đi. Đó. Thấy không? Em thương chị thì đút ra. Chị nãy giờ chị mò chị không được gì chứ. Không phải là không được gì chứ. Chị mò được cái gì vậy? Đi ra không? Không ăn đi. Bác ăn con ăn đi con. Thương chị ghê luôn á. Bé Ngọc lớn rồi, bé Ngọc được ăn đi con ăn đi. Bé Ngọc ăn đi. Tầm lên. Chứ bé Ngọc tầm lớn.
Ủa cần con này đi móc. Không móc được hả? Rồi cả nhà, nguyên bãi chiến trường đây. Bây giờ hồng dịch lộn đứa ăn trồng đỏ. Rồi lăn lộn thì ăn con phụ tụi nó. Bây giờ còn nước nè, hai đứa nó húp nè. Đó, húp nước nghêu nè. Tụi nó thấy húp nước nghêu lắm. Tốt cho sức khỏe nha. Húp. Lớp tôi hỏi trả chị. Húp nước nghêu dành nha, húp nước nghêu. Bây giờ lăn lộn cũng ăn cái hộp dịch này không có trồng đỏ nha mọi người. Không không có ba không hết đâu rồi. Rồi giờ Lan Lùng cũng xin kết thúc video nha. Rồi cả nhà xem cái video ủng hộ cho em Lan Lùng xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ cùng bạn bè người thân cùng xem. Rồi Lan Lùng tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà mình clip tiếp theo nha. Rồi bye bye cả nhà đi. Bye bye cả nhà đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye cả nhà.